Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ vô minh, chẳng nên trụ hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ cái không nội, chẳng nên trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ trơn như, chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ bố thí ba la mật đa, chẳng nên trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ bốn tịnh lự, chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ tám giải thoát, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ bốn niệm trụ, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ năm loại mắt, chẳng nên trụ sáu phép thần thông. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ mười lực của Phật, chẳng nên trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ pháp không quên mất, chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni, chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ trí nhất thiết, chẳng nên trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ thanh văn thừa, chẳng nên trụ độc giác thừa, vô thượng thừa. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ quả dự lưu, chẳng nên trụ quả nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác, bồ tát, như lai. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ bậc cực hỷ, chẳng nên trụ bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ bậc phàm phu, chẳng nên trụ bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Hết quyển thứ 78.